Phương Thảo kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay đến với quý vị gồm một số tin đáng chú ý sau đây. Vườn thực vật Moian, Jardin Botanique mở cửa lại ngày 15 tháng 6. Vừa nới lỏng hạn chế, Indonesia tăng 1.241 ca nhiễm virus trong 24 giờ. Brazil khôi phục dữ liệu COVID-19 sau khi bị cáo buộc che đậy. Nhiều gia đình nạn nhân COVID-19 tại Ý kiện đòi sự thật và công lý. Trước hết là những con số mới nhất về COVID-19. Tính đến hết ngày thứ Tư 10 tháng 6, trên toàn thế giới có hơn 7.405.000 người nhiễm virus corona, trong đó có hơn 416.000 người thiệt mạng. Tại Hoa Kỳ có hơn 2.062.000 ca nhiễm virus, bao gồm hơn 115.000 người thiệt mạng. Canada có hơn 97.000 ca nhiễm virus, bao gồm 7.960 người chết. Tỉnh bang Quebec có hơn 53.000 ca nhiễm virus, bao gồm 5.081 người chết. Thành phố Montreal có 26.412 ca nhiễm virus, bao gồm 3.117 người thiệt mạng. Vườn thực vật Moian, Jardin Botanique mở cửa lại ngày 15 tháng 6. Sau 13 tuần đóng cửa do đại dịch COVID-19, vườn thực vật Moian, Jardin Botanique sẽ mở cửa trở lại đón công chúng vào ngày thứ Hai 15 tháng 6. Theo thông cáo báo chí của Espace Buộc La Vie, một số hoạt động được lên kế hoạch cho những tháng mùa hè đã bị hủy bỏ theo các hướng dẫn y tế của tỉnh bang, nhưng một chương trình nhẹ hơn sẽ được diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 để cho mọi người có cơ hội kết nối lại với thiên nhiên. Các nhà kính cũng như các khu vườn Trung Quốc và Nhật Bản vẫn còn đóng cửa. Thị trưởng Moian Valerie Plante cho biết, Jardin Botanique được người dân Moian yêu mến vì vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời của nó. Đây cũng là một lá phổi xanh trong khu vực này của thành phố. Khách được yêu cầu tham khảo trang web của Jardin Botanique trước khi đến tận hưởng không gian ở đây, vì vé sẽ được bán cho các khung thời gian cụ thể để kiểm soát sức chứa. Ban điều hành cũng khuyến nghị mọi người mua vé trực tuyến để hạn chế liên lạc tại văn phòng của họ. Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8, vé vào cửa miễn phí cho trẻ em từ 17 tuổi trở xuống. Một số biện pháp sẽ được áp dụng tại các khu vườn, mặt nạ không bắt buộc nhưng được khuyến khích mạnh mẽ. Thiết bị vệ sinh tay được đặt tại nhiều nơi và du khách có thể sẽ phải trả lời một vài câu hỏi về sức khỏe. Những người có triệu chứng bệnh được yêu cầu ở nhà. Vừa nới lỏng hạn chế, Indonesia tăng 1.241 ca nhiễm virus trong 24 giờ. Indonesia hôm thứ Tư 10 tháng 6 ghi nhận số ca bệnh COVID-19 tăng thêm theo ngày cao kỷ lục với 1.241 ca trong bối cảnh vừa nới lỏng các biện pháp về khoảng cách giao tiếp hồi tuần trước. Diễn biến đáng lo ngại của tình hình dịch bệnh ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới khiến nhiều chuyên gia dịch tễ trong nước kêu gọi chính phủ cần có biện pháp kiểm soát hoặc tái áp đặt các biện pháp phong tỏa để phòng ngừa dịch lây lan. Tuần trước, thủ đô Jakarta mở lại các đền thờ Hồi giáo sau gần 3 tháng đóng cửa. Các biện pháp nới lỏng hạn chế đang diễn ra trên toàn lãnh thổ quốc gia gần 270 triệu dân. Các giới chức hàng đầu thủ đô cũng nói sẽ dần mở lại các công sở, nhà hàng, thương xá và các điểm du lịch. Chính phủ Indonesia thông báo đã áp dụng một chính sách bình thường mới nhằm cứu vãn nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á sau dịch bệnh. Tuy nhiên, với mức tăng cao số ca nhiễm mới, đặc biệt mức tăng kỷ lục 1.241 ca trong ngày 10 tháng 6, chính sách bình thường mới của Indonesia đang có nguy cơ bị đe dọa. Theo số liệu thống kê chính thức, Indonesia có hơn 34.000 ca nhiễm virus, bao gồm 1.959 người đã chết. Giới quan sát tin rằng những con số thực tế còn cao hơn nhiều do Indonesia là một trong những nước có tỷ lệ xét nghiệm thấp nhất thế giới. Brazil khôi phục dữ liệu COVID-19 sau khi bị cáo buộc che đậy.
Brazil đã khôi phục dữ liệu chi tiết về tình hình dịch bệnh COVID-19 sau phán quyết của tòa án tối cao nước này. Thẩm phán tòa án tối cao Brazil Alexandre de Moraes ngày 9 tháng 6 ra phán quyết rằng Bộ Y tế Brazil phải cung cấp đầy đủ dữ liệu dịch tễ hàng ngày về đại dịch COVID-19, bao gồm trên cả trang web của Bộ. Quyết định này được đưa ra vài ngày sau áp lực từ các chính trị gia cũng như từ những cáo buộc cho rằng chính phủ Brazil muốn che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 với số ca nhiễm đang đứng thứ hai thế giới. Trang web chính thức của Bộ Y tế Indonesia đã khôi phục đầy đủ số liệu về ca nhiễm và ca thiệt mạng mới cũng như tổng số các ca bệnh và chết vì COVID-19. Brazil hiện đã có hơn 747.000 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ nhì thế giới sau Mỹ, trong đó có 38.701 người chết, cao thứ ba sau Mỹ và Anh. Nhiều gia đình nạn nhân COVID-19 tại Ý kiện đòi sự thật và công lý. 50 người thân của các nạn nhân COVID-19 đã đệ đơn kiện hôm thứ Tư 10 tháng 6 về việc đối phó đại dịch trong vụ kiện tập thể đầu tiên ở Ý, nơi đã ghi nhận hơn 34.000 người thiệt mạng. Stefano Fusco, 31 tuổi, đã lập ra một nhóm trên Facebook để liên lạc với những người khác có hoàn cảnh tương tự sau khi ông nội của anh qua đời vì COVID-19 trong nhà chăm sóc hồi tháng 3. Anh nói, chúng tôi không muốn trả thù, chúng tôi muốn công lý. Fusco cho biết các đơn kiện sẽ được gửi đến văn phòng của các công tố viên ở Bergamo, thành phố ở miền Bắc nước Ý, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, bởi vì nơi đó đã trở thành biểu tượng của thảm kịch này, mặc dù COVID-19 hoành hành khắp đất nước. Các công tố viên của thành phố Bergamo đang xúc tiến một cuộc điều tra trên diện rộng về cuộc khủng hoảng sức khỏe. Các gia đình địa phương đổ lỗi cho sự chậm trễ trong việc ấn định khu vực màu đỏ, cũng như nhiều năm cắt giảm ngân sách về chăm sóc sức khỏe trên toàn khu vực Lombardy ở miền Bắc nước Ý. Cristina Longini, một dược sĩ 39 tuổi, đã mất đi người cha là Claudio, 65 tuổi. Bà cho biết, mặc dù ông bị bệnh nặng, các dịch vụ cấp cứu lúc đó từ chối cho ông vào bệnh viện trừ khi ông bị khó thở. Cuối cùng, khi ông được đưa đến bệnh viện COVID-19 ở Bergamo, nơi đây không có giường nào trống trong khu chăm sóc đặc biệt, Longini nói rằng gia đình được yêu cầu cố gắng tìm một giường chăm sóc đặc biệt ở nơi khác, điều mà họ đã cố gắng một cách tuyệt vọng và đã không tìm được. Bà Longini nói, không một ai xin lỗi, thậm chí họ còn quên gọi cho chúng tôi để thông báo ông ấy đã qua đời. Tôi đã đi nhận xác ông ấy, gần như không thể nhận ra, miệng của ông mở to, đôi mắt lồi ra với nước mắt và máu. Bà cho biết họ đã trao cho tôi đồ đạc cá nhân của ông ấy đựng trong một cái túi rác, bao gồm cả quần áo dính máu đã bị ô nhiễm. Vì các nghĩa trang địa phương không còn chỗ, quan tài của ông đã được chở đi bằng xe vận tải quân đội cùng với hàng chục người khác. Gia đình chỉ biết nơi ông đến khi họ nhận được một hóa đơn tiền hỏa táng từ một nơi cách đó 200 cây số. Longini cho biết bà đã nộp đơn kiện vì chúng tôi không nghĩ rằng cuộc khủng hoảng đã được giải quyết một cách đúng đắn, không ai chịu trách nhiệm và không ai xin lỗi. Trong khi ở các quốc gia khác, các vụ kiện tụng được thực hiện với các thực thể cụ thể, chẳng hạn ở Pháp thì công dân kiện chính phủ, các đơn kiện tại Ý chống lại những người không biết. Anh Fusco nói, chúng tôi đang đệ trình đơn kiện để xem liệu luật pháp đã bị phá vỡ hay chưa và sẽ đánh giá các bước tiếp theo. Fusco cho biết 150 đơn khác đã được chuẩn bị. Trang Facebook Sự thật và công lý cho nạn nhân COVID-19 hiện có hơn 55.000 thành viên. Diego Federici, 35 tuổi, người đã mất cả cha mẹ vì virus trong vòng 4 ngày, nói, chúng tôi không muốn bồi thường, không có khoản tiền nào có thể làm cho bố mẹ chúng tôi sống lại. Chúng tôi muốn bảo đảm những người có trách nhiệm phải trả giá và bảo đảm những thứ như thế này không bao giờ có thể xảy ra nữa. Laura Capella, 57 tuổi, khóc nức nở khi mô tả cha mình chết một mình.
Bà nói, tôi đã không được nói lời tạm biệt, chúng tôi đã bị bỏ rơi và vẫn còn cảm thấy bị bỏ rơi. Quý vị và các bạn vừa nghe tường trình một số tin tức trong 24 giờ qua. Nếu thấy chương trình này hữu ích, xin quý vị nhấn nút like, subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi có tin tức mới. Phương Thảo xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.